Không chỉ Pagani, nhóm bạn trẻ Quảng Ninh còn chế tạo Ferrari La Ferrari từ ô tô sắt vụn, nổi danh với nhiều tác phẩm độ chế như Bugatti Chiron. Nhóm các bạn trẻ Quảng Ninh đang cùng lúc thực hiện hai tác phẩm độ khác là Pagani Huế Ra và siêu xe Hypercar Ferrari La Ferrari từ ô tô sắt vụn. Sau thành công của chiếc Bugatti Chiron tự chế, nhóm bạn trẻ tại Quảng Ninh lại tiếp tục thực hiện một dự án xe khác mang tên Ferrari La Ferrari với mong muốn cải thiện sản phẩm so với chiếc Chiron trước đó. Lần này Nhất TV đã mua lại một chiếc ô tô Toyota đời cũ để tận dụng lại hệ thống chuyển động. Theo những hình ảnh trong video chia sẻ, chiếc ô tô đã bị bỏ xó một thời gian rất dài. Từ ngoại đến nội thất đều đã vỡ nát, lốp xe bẹp rúm. Khi mới lấy về chiếc xe không thể khởi động do sự cố về điện. Được biết, chiếc xe cũ được nhóm bạn mua lại sở hữu động cơ dung tích 2.0 lít, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Một điểm khiến cả nhóm băn khoăn là chiếc ô tô cũ có động cơ và hệ dẫn động đặt ở phía trước trong khi chiếc La Ferrari lại có động cơ đặt ở chính giữa. Đại diện nhóm Nhất TV cho biết do các bạn chưa có kiến thức về máy móc nên đây sẽ là một vấn đề khó và cần thêm thời gian để nghiên cứu. Kế đến, nhóm tiếp tục tạo khung thép và đắp đất sét để tạo vỏ cho chiếc Ferrari La Ferrari. Vì đã có kinh nghiệm với Bugatti Chiron tự chế, việc tạo hình xe bằng đất sét lần diễn ra nhanh hơn và chuẩn xác hơn trước. Các chi tiết nhỏ như viền các ô cửa kính được tạo hình từ trước giúp việc hoàn thiện và lắp đặt về sau trở nên dễ dàng hơn. Giống Bugatti Chiron chiếc Ferrari La Ferrari của Nhất TV định chế tạo cũng sẽ được làm theo tỷ lệ 1 chia một. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu 2BK đến từ nước Ý sở hữu kích thước chiều dài 4.702mm, rộng 1.992mm và cao 1.116mm. Hiện tại, quá trình làm khung đất sét đã hoàn thiện. Tiếp đến nhóm sẽ bắt đầu tạo khuôn composite. Đây không phải chiếc xe duy nhất nhóm Nhất TV đang thực hiện. Được biết, các bạn trẻ đang chế tạo một chiếc Pagani huế ra tự chế với công thức tương tự chiếc Ferrari LaFerrari. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.